Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, hiện nay các địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của chính phủ và thành phố, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, trong đó quán triệt phương châm mỗi xã phường phải thực sự là pháo đài, người dân phải thực sự là chiến sĩ trong cuộc chiến ngăn chặn COVID-19. Là vùng xanh và đã có thời gian dài không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, nhưng hiện tại các biện pháp phòng chống dịch vẫn đang được phường Hải Châu 1 duy trì nghiêm. Tinh thần chung vẫn là ai ở đâu thì ở đó, còn các trường hợp được phép ra ngoài thì phải tuân thủ đúng quy định. Quyết tâm để kiểm soát chặt chẽ khu dân cư, không cho những người ở trong khu dân cư vùng xanh đi ra mà không được phép, và những người lạ từ bên ngoài vô của khu dân cư là phải được sát khuẩn kỹ lưỡng. Đến nay, Đà Nẵng có 24 xã phường được xác định là vùng xanh. Theo quyết định 2905, thì ở những địa phương này, người dân được phép đi chợ 5 ngày một lần và phải tuân thủ đúng quy định giãn cách khi mua sắm tại chợ. Có người ra mới có người vào để đảm bảo được cái khoảng cách bên trong, cái số lượng khách hàng ở bên trong chợ đảm bảo cái khoảng cách. Đối với các hộ bên trong chợ, thì chúng tôi những cái hộ mà kinh doanh ra ban buôn bán là đều phải được tiêm vaccine trước khi mà vào chợ. Với tinh thần xây dựng mỗi xã phường là một pháo đài chống dịch, hiện nay các địa phương đã tập trung thực hiện nghiêm 5 nhiệm vụ trọng tâm chính phủ giao. Các xã phường đã công nhận vùng xanh thì quyết tâm giữ sạch địa bàn. Trong khi đó, tại những địa bàn dịch bệnh còn phức tạp thì phấn đấu sớm kiểm soát các điểm nóng, xanh hóa các vùng đỏ, vùng vàng. Triển khai thần tốc xét nghiệm, truy vết đối tượng để làm sạch địa bàn với cái mục tiêu là một cách nhanh nhất, để mà sớm đưa địa phương trở lại cái mức độ bình thường mới, thiết lập cái bộ phận chỉ huy trực chiến tại phường, các lực lượng để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến cái tình hình dịch bệnh trên địa bàn của phường. Suốt một tháng siết chặt giãn cách, Đà Nẵng triển khai 7 đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng và đã bóc tách hàng trăm F0 ra khỏi cộng đồng. Cùng với đó, chiến lược tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cũng đang được triển khai nhanh nhất có thể để sớm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng, qua đó giúp ứng phó hiệu quả hơn với COVID-19, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới.